Xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về giá lăn bánh của mẫu xe được gọi là Luxury ở thị trường Việt Nam. Thậm chí là trong phân khúc, mẫu xe này còn được mệnh danh là không thể lỗi thời. Giá lăn bánh Toyota Camry mới nhất. Là xe nhập khẩu nên Toyota Camry không nằm trong diện được giảm 50% phí trước bạ. Hiện giá lăn bánh của Toyota Camry thấp nhất từ 1,406 tỷ đồng. Toyota đang cung cấp ra thị trường Việt Nam hai phiên bản nhập khẩu của Toyota Camry là Camry 2.5Q và Camry 2.0. Xe giao thông sẽ tính giá lăn bánh của Toyota Camry tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tháng 6 năm 2020 dựa trên các loại thuế, phí mà chủ xe sẽ phải đóng để được ra biển số. Tại các địa phương khác, giá lăn bánh thấp hơn do là xe nhập khẩu nên Toyota Camry không được hưởng 50% lệ phí trước bạ. Phiên bản Camry 2.5Q và 2.5G nhập khẩu thiết kế lưới tản nhiệt kẹp ở phần đầu xe, bao gồm phần hốc gió chính cỡ lớn đặt ở vị trí thấp và le rộng sang hai bên kết hợp với phần thanh nan to bản hình chữ V ở phía trên. Hiệu ứng của phần thanh nan hình chữ V ở trên kết hợp đèn pha mỏng và logo Toyota giúp kiểu dáng của Toyota Camry có trọng tâm rộng, thấp hơn. Công nghệ LED được sử dụng triệt để cho hệ thống đèn chiếu sáng xa, gần, đèn chiếu sáng ban ngày và cả đèn sương mù. Cả hai phiên bản đều sử dụng bóng bay LED cho khả năng tập trung ánh sáng tốt hơn. Riêng phiên bản 2.5Q, toàn bộ sẽ được sử dụng bằng đèn LED với dải đèn chiếu sáng ngày dạng đa tầng trông rất cuốn hút. Thân xe được tạo hình bằng nhiều đường nét trau chuốt, sắc cạnh và đậm chất thể thao. Nổi bật ở khu vực này chính là thiết kế cabin vuốt dài về phía sau, xuôi xuống tới khu vực cốp giúp tạo cảm giác khoang hành khách được rộng rãi hơn. Gương chiếu hậu bên được dịch chuyển xuống thân xe thay vì gắn ở khu vực trụ A như trước, cũng là thiết kế nhằm cải thiện khả năng quan sát bên và giảm thiểu điểm mù cho người lái. Phiên bản 2.5Q sở hữu bộ la răng đa chấu dạng xương cá kích thước 18 inch đi kèm bộ lốp 235/45 R18. Còn phiên bản 2.0G sẽ sử dụng bộ la răng 10 chấu đơn kích thước 17 inch với bộ lốp 215/55 R17. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp các bạn có thêm thật nhiều kiến thức bổ ích về dòng xe Toyota nhé. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ với bạn bè. Đừng quên nhấn subscribe để theo dõi những video mới nhất của Thế Sơn Toyota nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe. Hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi.